Thưa quý vị, chương trình xây dựng nông thôn mới phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50% số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, 17 đến 19 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 60% số thôn, làng, ấp, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Đây là những mục tiêu được nêu ra trong hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới vừa được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Đáng chú ý, trong thời gian tới, xây dựng nông thôn mới sẽ được cụ thể hóa hơn bằng những đề án, đặc biệt là tập trung vào việc đưa cộng đồng dân cư làm chủ các chủ trương, định hướng và phát triển các mô hình trong sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu. Việc đầu tư hạ tầng phải được tính toán để làm sao thiết thực nhất với người dân tại từng cụm dân cư, từng địa phương cụ thể, không dàn trải và tránh lãng phí, ghi nhận của phóng viên VTC16. Với nền tảng kinh nghiệm 10 năm xây dựng nông thôn mới, trong 3 năm qua, từ năm 2021 tới nay, chương trình đã có những thành tựu đáng ghi nhận. Đến nay, cả nước có hơn 6.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gần 10.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến nay là hơn 46 triệu đồng một người một năm. Điều đáng nói, việc sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển các sản phẩm OCOP đã dần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư. Khi sản phẩm chúng ta đạt được OCOP 5 sao, thì vấn đề về vùng trồng, đặc biệt là vùng trồng thì bà con rất là vui và được hưởng lợi. Lý do là chúng ta đảm bảo được cái giá mua vào cho bà con, giúp cho bà con được cái giá nguyên liệu rất là ổn định. Có nghĩa là từ khi mà coi là từ đấy thì cộng đồng dân cư ở đấy người ta thấy rất là phấn khởi. Đầu tiên thì người ta bảo là ôi dù, làm chè mà thực ra có lên sản phẩm nọ lần kia thì có khi cũng trả được nọ kia. Thế nhưng mà đến khi mà sản phẩm mình từ cái lúc mà OCOP 3 sao cho đến 4 sao và đến giờ 5 sao thì cộng đồng dân cư ở đấy cảm thấy là cũng tạo nên cho người ta một cái hướng mới, là có nghĩa là dòng chè là phải làm sao là thứ nhất là sạch, hay là chăm sóc. Tuy nhiên, cũng có nhiều địa phương còn lúng túng, hoặc khi phát triển các sản phẩm OCOP thì việc định hướng thị trường chưa rõ ràng, khiến các sản phẩm không có tính cạnh tranh. Cùng với đó, nhiều kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương không được duy trì bền vững. Đó là chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế, đặc biệt là tiêu chí môi trường, thu nhập và an ninh trật tự. Chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng sau đạt chuẩn ở một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm duy trì bảo dưỡng thường xuyên. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, chương trình nông thôn mới thời gian tới cần đi vào thực chất hơn, cần lấy cộng đồng dân cư tại địa phương làm trung tâm khi thực hiện các công việc liên quan tới xây dựng nông thôn mới. Làm sao để người dân vinh danh, chứ không phải để các cơ quan nhà nước tự vinh danh với nhau. Mang tính chất là tự nguyện của người dân, người ta là cùng nhau ta lập ra hội quán, cùng nhau ta lập ra một cái thiết kế gì đó để mà tự người dân sinh hoạt, thì cấp ủy chính quyền ngành chuyên môn sẽ xuống đó đưa cái tinh thần xây dựng nông thôn mới đến cái cộng đồng đó, để người dân thực sự là người dân người ta thảo luận cái việc đó, thảo luận cái việc đó và người ta phải đưa ra những cái sáng kiến của người ta, và người ta nói rằng tôi có thể tôi làm một phần này, còn tôi đã làm hết sức mình rồi thì tôi đề nghị là phải hỗ trợ chúng tôi thêm một phần này, tức là chúng ta phát huy từ cái nội lực. Thời gian tới là giai đoạn tăng tốc xây dựng nông thôn mới. Do đó, các bộ, ngành, các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong triển khai thực hiện chương trình, tiếp tục ra soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho địa phương đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả 11 nội dung của chương trình, 6 chuyên đề trọng tâm, trong đó có xây dựng nông thôn mới thông minh, phát triển mạnh mẽ du lịch nông thôn. Thưa quý vị, với lực lượng hội viên 85% là tiến sĩ, phó giáo sư đa lĩnh vực, Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã đóng góp nhiều những ý kiến sát sườn với các cấp ban ngành trong quá trình hoàn thiện và xây dựng chính sách quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Và cũng xin được chia sẻ thêm là mới đây, Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra mắt Trung tâm Tư vấn và Phát triển OCOP Việt Nam và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Kinh tế Nông nghiệp Nông thôn. Với nhiều hoạt động cụ thể, hai trung tâm này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp đội ngũ chuyên gia nông nghiệp tham gia sâu vào các hoạt động nghiên cứu cơ chế chính sách, cơ sở lý luận gắn với thực tiễn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong bối cảnh mới. Theo đại diện của Hiệp hội Chè Việt Nam, hiện cả nước có gần 130.000 hectare trồng chè với 500 cơ sở sản xuất chế biến công suất đạt 500.000 tấn chè khô một năm. Số lượng đã đạt ngưỡng
nhưng giá trị của ngành chè Việt Nam còn thấp, mới chỉ đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 230 triệu đô la Mỹ một năm, khá khiêm tốn so với các ngành hàng nông sản xuất khẩu khác như cà phê, hồ tiêu. Từ thực tế này, Hiệp hội chè Việt Nam đã đặt vấn đề mong được Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ về mặt khoa học kỹ thuật, tư vấn chính sách nhằm mở ra những hướng phát triển mới cho ngành chè trong thời gian tới. Tổ chức sản xuất thì của ngành chè được đây thì hầu hết là các cái sự nghiệp liên hợp nông công nghiệp, từ trồng chè đến chế biến đến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo một cái tổ chức, theo một cái chuỗi giá trị. Thế nhưng sau khi cái luật doanh nghiệp ra đời thì nhiều người hiểu sai luật doanh nghiệp và cho mọc rất nhiều các cái nhà máy mà không có vùng nguyên liệu để tranh cướp nguyên liệu với các cái doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu. Do đó nó phá vỡ các cái liên kết nông công nghiệp tại từng vùng chè trên cả nước. Hiện nay chỉ tồn tại giữ lại rất ít, chỗ nào cũng bị phá vỡ. Thì vấn đề này cần phải có những cái nghiên cứu rất bài bản để nhà nước có cái quyết sách. Không chỉ ngành chè mà nhiều ngành hàng khác như rau quả, cao su, cà phê cũng đang gặp khó khi xây dựng cơ chế chính sách hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Đây cũng là tiền đề để Hội Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thành lập Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Kinh tế Nông nghiệp Nông thôn. Trung tâm sẽ hỗ trợ về mặt cơ sở lý luận để các ngành hàng, hiệp hội đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chuỗi giá trị góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn trên phạm vi cả nước. Hội cũng có thể tham gia trực tiếp một số các cái đề tài khoa học, công nghệ để mà cùng với bộ để mà chuyển đổi các cái mô hình mang tính chất khoa học thực tiễn để chuyển đổi vào nông nghiệp nông thôn. Về cái hoạt động về nước ngoài, chúng tôi đây cũng là một trọng tâm, chúng tôi sẽ làm việc với một số các cái tổ chức nước ngoài mà để mà đẩy mạnh cái hoạt động khoa học để nghiên cứu tư vấn các cái chính sách để mà cho nước ngoài họ sẽ có các cái báo cáo phản biện, cái nhìn nhận một cách khách quan về cái nền nông nghiệp Việt Nam cũng như là kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, từ tháng 7 năm 2023, Trung tâm Phát triển OCOP Việt Nam cũng chính thức đi vào hoạt động. Với sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Phát triển OCOP Việt Nam sẽ nâng cao năng lực hệ thống logistics trong thương mại sản phẩm OCOP, đồng thời tăng tính nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm OCOP quốc gia. Thưa quý vị, nhắc đến trái xoài thì vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm tới 48% diện tích xoài cả nước. Trong đó Đồng Tháp là địa phương trồng xoài lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long với thương hiệu xoài Cao Lãnh Chứ Danh. Năm 2019, xoài Cao Lãnh được chính thức cấp chỉ dẫn địa lý bảo hộ thương hiệu trên thị trường. Từ khi có chỉ dẫn địa lý, giá trị của xoài Cao Lãnh không chỉ là được nâng cao mà còn có được tấm vé xuất khẩu đi nhiều thị trường lớn như là Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cũng từ đây, nông dân Cao Lãnh ngày càng nâng cao được ý thức tuân thủ cho các quy định để cho ra các sản phẩm xoài Cao Lãnh đảm bảo tiêu chuẩn. Tại vườn xoài này, những trái xoài non không đạt tiêu chuẩn đang được ngắt bỏ để tập trung dinh dưỡng cho những quả lớn. Sau đó, những trái được lựa chọn sẽ được bao trái. Vị chủ vườn đã thuê những thợ bao trái thành thục nhất và dùng loại túi bao trái nhập từ Đài Loan. Nhờ đó mà trái được bao cẩn thận, xoài không bị thấm nước nên phòng được sâu bệnh và có mẫu mã đẹp. Muốn mẫu mã đẹp, bóng thì do cái khâu ta chăm sóc. Nếu mà chăm sóc kỹ lưỡng thì cái trái xoài mà mẫu mã đẹp cũng như cái này, cũng như là vườn tôi chăm sóc rất là kỹ. Muốn ngon thì cái cách bón phân, ta bón phân cân đối, nó vừa đạm, vừa lăng, vừa kali. Huyện Cao Lãnh là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về diện tích trồng xoài với gần 3.700 ha. Năm 2019, xoài Cao Lãnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Trong đó, vùng xoài tại xã Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh là một trong những địa phương được chứng nhận sản phẩm. Những trái xoài được chăm sóc cẩn thận, không chỉ có mẫu mã đẹp mà còn có hương vị thơm ngon hơn hẳn xoài tại những vùng đất khác. Với 100 cây xoài trong vườn, mỗi vụ xoài thu về từ 8 tấn quả, thu lãi gần 100 triệu đồng. Theo thuốc hóa học, thì hồi xưa nó chỉ có 20 ngàn một ký, có lúc nó rẻ đến 4 ngàn một ký. Nhưng mà từ lúc chuyển đổi đến giờ 2018 đến giờ thì công ty nó bao tiêu hết, là giá lúc nào nó cũng ổn định với giá 24 ngàn. Là cái người tiêu dùng người ta đều thích, trong cả nước đều thích. Xoài cát chu
ở tỉnh Đồng Tháp, nó vừa thanh vừa ngọt vừa ngon. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 296 vùng trồng xoài với diện tích trên 8.200 ha, được cấp mã số vùng trồng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang những thị trường như Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Nga và Singapore. Các tổ chức cá nhân được cấp vùng chỉ dẫn địa lý xoài Cao Lãnh đã và đang dần phát huy, khai thác những thế mạnh và tiềm năng vốn có, góp phần quảng bá và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.